trong bài ngày hôm trước chúng ta đã à, học về màu sắc à, về màu sắc thì chúng ta sẽ không nhắc lại nữa à, chúng ta chỉ nhắc lại một chút đó là về tính từ à, về tính từ thì sẽ có các định dạng tính từ là giống đực giống cái giống chung và số nhiều à, định dạng này thì em cũng đã nắm được rồi cho nên chúng ta sẽ đi qua luôn à, thế và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, đọc lại bài đối thoại à, nhiệm vụ của chúng ta là phải rèn à, nói để làm sao nó nhuần nhuyễn và nghe nó hay đúng không nào à, bây giờ mình sẽ là người mua hàng và bạn sẽ là người bán hàng à, mình sẽ hỏi bạn nhé здравствуйте здравствуйте девушка у вас есть вечернее платье вот пожалуйста Чёрные? нет тунга не черные светлые есть вот пожалуйста голубые голубое красивое платье но оно длинное А вот белые короткие. Ну, это очень короткое. А вот розовые, не длинные и не короткие. Но оно такое узкое. А вот жёлтое, широкое. Нет, оно очень яркое. Вот коричневые. Да, коричневые. Платье? Нет, не хочу. А костюм есть? Вот, пожалуйста, черный. Черный костюм? Нет, не хочу. Белый? Очень маленький. Вот, зеленый. Очень хорошо. Зеленый свет это хорошо, но юбка очень короткая. У вас есть длинные юбки? Есть. Ну а тот костюм синий. Девушка, мне не нужен костюм. У вас у вас есть юбки? какие красивые длинные или короткие не длинные и не короткие. Вот пожалуйста прямая белая юка она короткая а вот зеленая но очень узкая а вот. Ну спасибо, девушка. Не надо показывать. Все ваши вещи очень красивые, но очень дорогие. Это очень дорогой магазин. А мой муж, извините, не миллионер. До свидания. Ну вот так вот такие попадают, да? Ну вот так вот. Хорошо. Мы дадим У меня лай, и Лай, вы не кай то есть, да? Дала как ты утром. днём, вечером, ночью. Hoặc là các từ hợp từ ở đây của chúng ta có thể dùng trả lời когда погода хорошая, khi mà thời tiết tốt, когда погода плохая, khi mà thời tiết xấu. Tác vô. trong này chúng ta sẽ sử dụng hai động từ спать và видеть. Chúng ta chia động từ спать nào. Я yeah. chia nào. Сплю. Ты. Ты. спишь. Спишь. Он спит.

Люди, ночью. Спят, люди спят, люди спят. Ночью, когда дети и гуляют. Когда погода хорошая. Когда дети дома. Когда погода плохая. 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 Когда люди работают. Днем. Люди работают днем. Как люди, да. люди. Люди работают. Люди Д... работают днем. днем. А, когда мы видим солнце, мы видим солнце днем. Когда мы видим луну, а, мы видим луну ночью и Но... ночью. вечером. И вечером. Хорошо. Когда мы видим тучи, мы видим тучи. Когда погода плохая. Плохая. А что не тучи или tù chặt đám mây đen đấy хорошо хорошо à sang bài ngày hôm nay của chúng ta chúng ta sẽ cùng nhau học một cái kiến thức mới đó là chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có một cái vấn đề ngữ pháp cơ bản cực kỳ cơ bản nhất trong tiếng nga và chúng ta chỉ cần nắm đúng một cái cái vấn đề này thôi thì chúng ta sẽ nói được tiếng nga đó là cấu trúc câu tất cả À, những cái quyển sách dày sách mỏng ở trong tiếng nga à, về ngữ pháp nó chỉ có đúng một cái cấu trúc này thôi đó là cấu trúc câu mà cấu trúc câu khi mà muốn truyền đạt cho các em thì nó sẽ có chủ ngữ có vị ngữ và có bổ ngữ à tất nhiên là gì các loại câu ở trong tiếng nga nó có nhiều loại câu có câu thì nó không có chủ ngữ có câu thì nó không có vị ngữ có câu thì nó không có bổ ngữ à thế nhưng mà những cái vấn đề đó thì chúng ta không quan tâm đến mà chúng ta quan tâm đến một cái câu mà nó đầy đủ, nó hoàn thiện. Để làm gì? Để chúng ta nói ra là người Nga hiểu được. Thế vậy thì chúng ta thống nhất với nhau rằng là những cái định dạng câu khác chúng ta sẽ không nghiên cứu. Chúng ta chỉ cần nghiên cứu đúng một định dạng câu. Đó là câu phải có đủ thành phần, có chủ ngữ, có vị ngữ và có bổ ngữ. Đồng ý chưa? Đấy. Nhé. À, nếu mà em nói một cái câu mà đầy đủ thành phần như thế này thì chúng ta về phía chúng ta là chúng ta truyền đạt được hết ý nghĩa mà chúng ta muốn nói. Thế còn về phía người nghe tức là người nga người ta nghe mình nói thì người ta sẽ hiểu hết là mình muốn nói cái gì đấy. Đó. Thế vậy thì à, như vậy là gì nào? Tổng hợp lại toàn bộ, à, toàn bộ những cái vấn đề ngữ pháp mà tất cả người mà đi làm những cái đi sang nga làm việc, à để nói để bán hàng hay là để làm cái gì đi chăng nữa thì chỉ cần có đủ ba cái thành phần này, à, thành phần chủ ngữ, vị ngữ và bổ ngữ. Thế trong ba thành phần này thì à, thành phần chủ ngữ rất đơn giản chủ ngữ của nó chỉ gồm có hai, hai điểm à, thứ nhất đó là chủ ngữ là đại từ đại từ nhân xưng à, đại từ nhân xưng chúng ta biết rồi đó là cái đại từ giá tươi ôn anna mới vui anh nhỉ đấy đó à cái điểm thứ hai chủ ngữ nó có thể là danh từ ví dụ như là dochka vnuk mashina dom đấy uyuka rynak magazin tức là gì nào những cái danh từ mà nó chỉ cái gì đấy nó chỉ đồ vật, sự vật, đồ vật, con người, con thú vật, đúng không nào? Sự vật, hiện tượng thiên nhiên, à rồi là những cái hiện tượng, à, vân vân, chiều tượng hoặc là không chịu tượng đấy, đó, thì đó là những cái danh từ, à đó, thế vậy thì à, chúng ta thấy rằng chủ ngữ ở trong tiếng nga, à thì nó có thể là hoặc là đại từ hoặc là danh từ, đúng không nào? Đấy đó tất nhiên có những cái thành phần khác nữa chúng ta không xét đến bởi vì sao chúng ta sẽ không nói đến nó chúng ta là người đi làm chúng ta chỉ nói những câu đơn giản này thôi đấy đó à thế vậy thì một cái điều mà các em luôn luôn nhớ đó là gì nào chủ ngữ thì phải luôn luôn ở cách một nhé à, đã gọi là chủ ngữ là cách một ví dụ đại từ luôn luôn chỉ là ya tươi onana na, mươi vui anh thôi chứ ya chúng ta biết rằng nó có định dạng là gì mê nhá mờ nhé đúng là đấy mờ nôi có phải không tươi thì có định dạng là ừ. chi bé chi bé nhưng mà những định dạng đó không được chỉ có định dạng là ya tư ôn anna mơ vừa nhì là nguyên cách hay là cách một mới được làm chủ ngữ em hiểu chưa tương tự như vậy các các danh từ cũng vậy luôn luôn nó là ở cái định dạng mà chúng ta lôi nó trong từ điển ra tức là nguyên cách à đó thì nó làm chủ ngữ em hiểu chưa nếu mà dochka mà, mà đây có định dạng dochku thì không thể làm chủ không thể làm chủ ngữ được nhé nó chỉ phải là dochka đúng không nào vnuk à vnukka không được phải là vnuk đấy À, hiểu chưa? thế vậy thì có nghĩa là gì nếu mà là danh từ thì nó phải là cái định dạng nguyên cách tức là trong từ điển như thế nào thì muốn làm chủ ngữ nó phải đúng là cái cái, cái định dạng như vậy đấy thế như vậy chúng ta học xong rồi học xong phần chủ ngữ rồi đấy à, em thấy dễ chưa à, đó thì như vậy chúng ta thấy rằng thành phần câu mà có ba thành phần mà chủ ngữ chúng ta học mới chưa đầy 5 phút chúng ta học xong rồi à bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học vị ngữ của nó là gì vị ngữ ở đây À, chúng ta sẽ học đó là động từ dạng chia à, động từ dạng chia ví dụ như chúng ta có động từ à, lúc nãy chúng ta chia động từ spat yes blue ty speech on speed đó là dạng chia của động từ có phải không nào đấy à thế vậy thì vị ngữ à, là chúng ta sẽ dùng động từ dạng chia à, thông thường chúng ta đi bán hàng thì chúng ta dùng nó là động từ dạng chia làm vị ngữ đấy À, đó cũng có thể à, trong câu nói của chúng ta đơn giản chúng ta cũng có thể nói là gì nào dochka pradavets con gái tôi là là người bán hàng. Đấy. Thì Dochka là chủ ngữ. Prada Việt là vị ngữ. Thế vị ngữ ở đây chúng ta nhìn thấy đó là gì đấy? Đó là một danh từ. Đúng chưa? Hoặc là gì? Vị ngữ có thể là một tính từ. Yubka là cái váy. Krasivaya. À, cái váy này nó đẹp. Thế vậy chúng ta nhìn thấy đây là tính từ này. Krasivaya. Đấy. À, đó thì về vị ngữ ở đây nó là tính từ. Thế nhưng mà tất cả những cái trường hợp như thế này thì chúng ta cũng không 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 quan tâm đến bởi vì nó dễ nói rồi. Thế này chúng ta cứ nói ghép hai từ với nhau là xong thì việc gì phải học. Đúng không? À đó, thế vậy thì chúng ta sẽ bỏ qua hai cái cái đoạn dưới này mà chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái dạng vị ngữ là động từ dạng chia đấy. Em hiểu chưa nào? À đối với, với vị ngữ là động từ dạng chia thì các em cần phải quan tâm điều gì? Là chúng ta phải biết chia nó. Có nghĩa là gì? Cứ nhìn thấy động từ là phải chia, không chia thì là là không biết dùng, đúng không nào? À, đó, thế vậy thì à, chúng ta thấy rằng là gì, à, thầy nói rằng là cái vấn đề quan trọng nhất ở trong tiếng nga mà người nói người nói tiếng nga cần biết đó là gì, phải nắm được chủ ngữ này, vị ngữ này, thì nắm được rồi, bây giờ em nắm được rồi còn gì nữa, đấy, chủ ngữ thì gồm có nào, gì nào, hoặc là đại từ nhân xưng hoặc là danh từ, đấy, vị ngữ thì gồm có cái gì nào, là động từ dạng chia, có động từ chia ra là xong, đấy, có phải không? À đó, thế như vậy là chúng ta thấy rằng là cái vấn đề quan trọng nhất ở trong tiếng Nga để nói được tiếng Nga đó là phải nắm được cấu trúc câu. Nắm được cấu trúc câu gồm có 3 phần, chủ ngữ, vị ngữ. Thì chúng mình nắm nắm được hết rồi còn đâu? Đấy, bây giờ chỉ còn mỗi bổ ngữ thôi. Đấy. À, thế bây giờ đến bổ ngữ thì nó là cái gì vậy? Bổ ngữ chúng ta sẽ có này. Bổ ngữ nó là cái gì? Nó sẽ mở rộng ngữ nghĩa cho cái vị ngữ này. chưa? Đấy. À, đúng không? À, tất nhiên là gì, thành phần bổ ngữ nó có thể nó bổ ngữ cho chủ ngữ, bổ ngữ cho vị ngữ, bổ ngữ cho cái gì đó, cái, cái đó mình không quan tâm Nhưng mà đây là gì nè, à, ở đây chúng ta quan tâm đến cái vị bổ ngữ mà nó mở rộng ý nghĩa cho cái vị ngữ này thôi Thế còn nó mà mở rộng cho chủ ngữ mình không quan tâm đến nó, em hiểu chưa đấy, đó Bởi vì sao nó là một cái câu hoàn thiện mình không không cần cái đấy mình vẫn nói được À đó, Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái ví dụ nhé à, Chúng ta có một cái ví dụ như sau Ví dụ này của chúng ta như sau này Ya idu, idu là gì vậy? đi là đi đấy tôi đi đi đâu đây đi gặp bác đi. sĩ đấy K vra chủ à thế ya là chủ ngữ này idu là vì ngữ idu là động từ dạng chia đúng không và đi đâu đây K vra chủ thì đây là bổ ngữ đấy chứ à thế vậy thì cái câu này hoàn thiện quá rồi đúng không đấy hoàn thiện người nói ra cái người người nga người ta hiểu chúng ta ngay đấy có phải không đó thế vậy thì chúng ta thấy là gì là, là cái đối với một cái câu chúng ta chúng ta chỉ cần là gì nào chủ ngữ phải xác định phải có chủ ngữ vị ngữ phải xác định đó là gì động từ dạng chia đấy và phải có bổ ngữ bổ ngữ là gì bổ ngữ nó mở rộng cho cái cái vị ngữ này thế nhưng mà cái vấn đề của chúng ta nó nằm ở đây vấn đề mà chúng ta cần học nó nằm ở đây nếu mà chỉ có chủ ngữ vị ngữ rồi thì bạn chả cần phải học mình bạn thừa biết rồi đấy thế nhưng mà vấn đề là bây giờ phải học với thầy tại sao phải học với thầy À, chúng ta còn hơn một chục bài nữa, chúng ta chỉ có nghiên cứu cái bổ ngữ này thôi. Em hiểu chưa? À, bởi vì tại sao lại như thế? Bởi vì là cái bổ ngữ này nó sẽ ở cái 2, cái 3, cái 4, cái 5, cái 6. Vậy thì chúng ta phải nghiên cứu xem là ở những cái cách đó nó sẽ biến đổi như thế nào. Em hiểu chưa? Thì mỗi một ngày chúng ta sẽ phải học một cách để làm sao mà chúng ta à, bổ sung ngữ nghĩa cho cho cái cái vị ngữ này để cho nó thành một cái hoàn thiện. Đấy đúng không nào ừ. đấy đó có vậy thôi thế vậy thì à, hóa ra là gì tóm lại là toàn bộ cái quá trình học với thầy chỉ là để học cái bổ ngữ này nhớ nhé đó chủ ừ. ngữ biết rồi vị ngữ biết rồi đấy à đó thế mà chỉ còn cái bổ ngữ thôi à thế vậy thì từ nay trở đi muốn nói bất cứ một câu nào chúng ta phải tâm niệm một điều chủ ngữ đâu vị ngữ đâu và bổ ngữ đâu đấy đó khi mà chúng ta xác định được ba cái thành phần đó thì cái câu của chúng ta sẽ hoàn thiện và lúc đó chúng ta mới phát ngôn ra và nói ra một cái là người Nga hiểu ngay lập tức không có phải đắn đo gì cả. Đấy. À đây là một cái lỗi mà có thể nói bất tận của rất nhiều người sống ở Nga đã đến 10 năm 15 năm rồi. Đấy. À hôm nay có à, có chị học đến sống ở Nga đến hơn 20 năm rồi mà nói không có chủ ngữ mà chẳng có vị ngữ à đúng không? thế nên khi mới nói ra như thế này thì là chỉ bảo ô thảo nào mà tôi nói người ta chả hiểu cái gì cả. Đấy. à đó. thế vậy thì à, biết là như thế thì chúng ta sẽ rèn luyện ngay từ ngày hôm nay đi. à đúng không nào đấy. đó thế, đó là cái cấu trúc câu của chúng ta. bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo. à bất cứ khi mà chúng ta học thì chúng ta sẽ cùng phải phân tích chủ ngữ đâu, vị ngữ đâu và bổ ngữ đâu đấy. đó. bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bài đọc. À, phần 1 của bài đọc bài đọc này à, trong bài đọc này mà có cái gì mà mới tất cả những cái này em biết hết rồi nhưng có cái gì mà mới thì chúng ta sẽ cùng giải quyết luôn nhé à, chúng ta có câu thứ nhất nào em đọc nào Malinki kì... Serio xuôi... à động từ đi xa phát là gì đấy nó có biết không biết thì bảo em biết không biết bảo em chưa biết chưa biết đấy động từ risavat là em chưa biết vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé à, chúng ta sẽ cùng nhau xem động từ risavat chúng ta sẽ có à, một cái bảng như sau và chúng ta sẽ à, giải quyết tất cả mọi cái vấn đề của chúng ta ở trong cái bảng này đó chúng ta có động từ risavat risavat à, chúng ta có từ ris là gì nào gạo hà <laughs> là cơm gạo đấy savat thì lại là vẽ đấy đây là vẽ 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 cái gì Vẽ cái gì Thì nó ở cách 4 Vẽ cái gì Đấy Thì nó ở Cách 4 À nếu như đã học đến động từ Thì chúng ta sẽ phải học luôn Là nó Ở cách mấy đấy À, vẽ cái gì thì cái gì đó là cái 4 vẽ cái gì à, thì cái gì đó là cái bốn em đấy, đấy đó à, ví dụ vẽ cái nhà thì cái nhà kinh bốn à, vẽ cái váy thì cái váy là kinh bốn em chưa đấy được chưa nào à đó à, bây giờ chúng ta phải chia nó đấy, đúng không nào à, nếu mà đã chia thì chúng ta phải chia là gì đủ các ngôi đúng không ya tươi ôn à xong rồi mới với và à nhỉ có phải thế không đấy đó vậy thì đây là cái nội dung mà chúng ta cần phải thực hiện đối với mỗi động từ. À thì bây giờ chúng ta có động từ đi xa vát rồi. Động từ đi xa vát này trước hết chúng ta sẽ nhìn thấy nó có cái điều gì đặc biệt. Nó có cái đôi ô vát này. Ô vát. Đấy. À đó. Cách chia động từ của đôi ô vát, Nhớ nhé. À mình nói này. Cách chia động từ của đôi ô vát, Chúng ta sẽ bỏ cả ô cả vát đi. Chỉ còn lại mỗi cái gốc ri, ri, ri này thôi. Đấy đó. À, đó. Như vậy nào. À đó, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái gốc list bỏ ở đây nhé. Sau đó chúng ta phải thêm một chữ U vào Nhé À đó Thế và sau đó chúng ta chia bình thường Sau đó chúng ta chia bình thường Đấy, thế và trọng âm của nó sẽ rơi vào đây Đấy, đấy chứ đó thế như vậy đây chúng ta đã có cái gốc của chúng ta đấy. 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 đấy chưa đấy giá risuyu như nào đấy đó on Rissuyesh. À, chúng ta sẽ có cái đuôi yesh. Đúng không À, yesh. Đấy. On rissuyesh. Đúng chưa? On. À, đúng Đấy. À, mưa, à, à, à mươi nào. Từ rissuyesh. On nào? Rissuyesh. Đấy. On rissuyesh. Đấy. À, đó. Bây giờ thì ta nói sai là gì? Phải là tươi rissuyesh. On rissuyesh. Đúng chưa? Đấy. Mươi nào? Mirisuyem. À, Mirisuyem. À, mười bắt đầu bằng chữ M thì kết thúc bằng chữ M. Nhớ như vậy nhé. Vui nào? Vui ru risuyeche. À, risuyeche. Đúng rồi. Đấy. Thế và Ani à nào? À, Ani à sẽ có đôi yụt. Đúng không nào? Đấy. Ani risuyut. Ani risuyut. Đấy. Đó. À, các đồng ý thế không? Đấy. Phải vậy không? Đúng À, đúng rồi. À, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia xong động từ risavach đấy à, tạc à, đó là à, tạc như vậy ở đây chúng ta sẽ có à, có động từ đi sao vậy? và à, cái cách chia là gì nhắc lại nào nếu như động từ của đôi ovage, thì chúng ta bỏ cả ô đi chúng ta sẽ thêm một chữ u vào sau đó thì chúng ta sẽ chia bình thường theo động từ ở nhóm 1 động từ nhóm một là cái gì vậy đó là you yes yet yem yet chia vào you đấy à thế sao ừ. bảo à các em bảo thầy thầy đã dạy em cái đấy đâu thế thầy, thầy đang nói với ai nghe đấy không dạy em thì dạy ai đây <cười> đấy <cười> nhiều em nhiều em rất ngộ đấy bảo thầy chưa dạy cái đấy mà hôm nay thầy đã nói thế nói thì nói để làm cái gì vậy để cho em nghe làm sao nữa đấy à thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là vẽ cái gì thì nó ở cách bốn có đúng không vẽ cái gì thì nó ở cách 4 vậy thì cách bốn là cái gì vậy đấy à, cách bốn là cái gì rất thú vị đúng không nào đấy cách bốn À đấy nhé à, Cách 4 là gì nào Cách 4 thì nó sẽ chia ra Bất động vật và động vật Đấy à, Bất động vật à, Chúng ta sẽ viết Bất động vật Đấy, đấy. à, Cách 4 bất động vật Giống cách 1 Cách 4 bất động vật Thì nó giống cách 1 Đấy Trừ giống cái Chứ giống cả, cả... cả... đó à, nó dễ lắm cho nên là mình dạy luôn bạn cho nó xong Khỏi phải nhắc lại nó nữa đấy à thế bây giờ à, ví dụ như này à, giống đực có nghĩa là gì nào giống đực giống chung và số nhiều không thay đổi không? À, đó đấy là gì ừ. nào? À, giống đực giống chung và số nhiều không thay đổi giống đực phải giống chung đấy giống được giống chung và số nhiều không thay đổi không đổi có nghĩa là giống cách một tức là gì à tức là giống cách một em chưa đấy à do là cái này nó là cái mấu chốt cho nên là chúng ta nhớ nó luôn à thế bây giờ chúng ta sẽ lấy giống được nào à bây giờ nói à nó vẽ một ngôi nhà Ôn Em nói nó vẽ ngôi nhà nè Ôn Rissuyết Ôn Rissuyết <laughs> Ôn Rissuyết Ôn là, là Ôn Rissuyết đây mà Đấy Ừ. À. Ngôi nhà là gì? Đồm Đồm Thế là xong Đấy À đúng không, không phải đấy không? Bây giờ nó à, Cô ấy vẽ một cái cửa sổ Cô ấy là gì? Anna à, Risuet Risuet Cửa sổ là gì? Đâm a k a k đấy có ừ. phải không đấy đó à, đúng chưa à thế bây giờ chúng ta sẽ à, nói một câu là chúng tôi vẽ một cái váy mười nó no. mười thì sao nào ri ri suy em suy em một một cái váy Pla-che à pla-che à thế là, đây em nhìn thấy pla-che là cái gì đấy là danh từ giống chung không thay đổi đấy có đúng không đấy à thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ một câu là chúng tôi vẽ những cái ô tô mới đi suy em mà sơn mà nơi mà sơn sang số nhiều mà sơn đúng chưa ừ. đấy có phải không à ừ. đó thế như vậy đây chúng ta là à, thấy rằng là gì giống đực giống chung và số nhiều không thay đổi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem giống cái. À, giống cái thì chúng ta sẽ xem nhé. À, tôi vẽ cái váy. Ya risuyo yukku yukku đấy. Tôi vẽ một cái ô tô. Ya risuyo machin no. Đúng chưa? Có phải ừ. không? Đấy. À đó. À thì bây giờ chúng ta sẽ à, lấy thêm một cái ví dụ nữa là chúng tôi vẽ một dòng sông. Mới Mười... risuiem yên... rieku, rì... rica, rica là dòng sông. Ừ. Thành rì... Đấy, thành rì... rieku. Đấy. Rieku, rì... đấy. Rieku. À đúng không nào? À đó, mới risuiem rieku. À, thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy có cái gì đấy? À, có, có cái hiện tượng biến đổi gì đấy hiện tượng biến đổi là a chuyển thành u đấy hả? À như vậy ừ. đây là gì à, chúng ta lưu ý rằng là à, đối với à, danh từ giống cái đấy thì nó biến đổi a à. thành u đấy đó à, đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng là bắt đầu bắt đầu chúng ta gặp đối với cái bổ ngữ nếu mà nó ở giống cái ở cây 4 thì chúng ta chỉ cần lưu ý là giống cái nó biến đổi đấy thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì à, giống được giống chung số nhiều đấy. À, đây là không biến đổi à, chúng ta sẽ ghi là không biến đổi không biến đổi trong trường hợp là gì đấy à, đó là giống được giống cái à, giống được giống chung một số nhiều đấy à, thế còn ở bên này thì nó sẽ biến đổi à, bên này là biến đổi chúng ta gì biến đổi đấy đó đó, thế như vậy là à, một cái cách rất đơn giản và nhanh à, chúng ta đã học xong cái cách biến đổi của cách 4 nhưng mà phải với điều kiện là gì đây là chỉ bất động vật em chưa chỉ bất động vật đó À, chúng ta nhìn thấy tất cả những cái danh từ này đều chỉ là cái váy này cái ô tô này dòng sông này à, thế ra cái cửa sổ ngôi nhà chứ nó không chỉ là con người đúng không? À, tại sao lại như vậy? Bởi vì là nếu chỉ con người nó sẽ biến đổi hơi khác một tí đấy. đó à, thế như vậy đây chúng ta đã à, đã cùng nhau xem xong một cái à, một cái vấn đề à, nó liên quan đến cái bổ ngữ của chúng ta chủ ngữ và vị ngữ chúng ta biết rồi nó đơn giản thế còn cái quan, quan trọng đối với chúng ta là cái bổ ngữ chúng ta nói đúng bổ ngữ thì cái câu của chúng ta sẽ đúng đấy à, đó vậy thì chúng ta đã có động từ đi xa rồi à, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bài nào mai kỳ serio ra chàng anh chàng này tên là serio đấy mai kỳ serio ra đúng không nào đấy đó à, tức là à, anh chàng serio ra à, bé nhỏ à, đang ngồi vẽ à sistra là ai vậy sistra chị ạ chị. Phải... có động từ спрашивать là gì biết không không ạ. Không. không biết không biết chúng ta sẽ học đấy à chúng ta sẽ học đó là động từ спрашивать 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 đó là hỏi đấy спрашивать à đúng là hỏi hỏi à đó chúng ta sẽ ghi lại hỏi đấy hỏi спрашивать À, thế và à, ngược lại câu hỏi thì là trả lời. Trả lời. Đấy. Hỏi và trả lời. Đúng không? Đó. Chúng ta sẽ có động từ trả lời. Đó. Đấy. Trả lời đó là động từ Advice Теперь мы будем на эти Так вот, да? Спрашивать и отвечать. Спрашивать. тени Я спрашиваю. Я Спрашиваю, да? Обзыв, да? Я спрашиваю. Ты спрашиваешь. Да, любова. Ты спрашиваешь. А вот так вот, да. Он... Он спрашивает. 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 Yeah. Да. Мы спрашиваем. спрашиваем. Вы. Спрашиваете. Они. sprešuvaют, вот так, они спрашивают я, да. Thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là động từ này có à, cái đuôi từ chia như nào nào, À, đây này, яю, yeah, yeah. đấy, yes. từ yes on yet mới kèm với yet chỉ anh ấy yêu. Thế vậy thì à, đây cũng chính là cái đuôi của động từ mà thuộc cái gì, cái định dạng mà nó có đuôi at giống mềm ở cuối. Vậy chúng ta nhìn thấy động từ thứ hai chat cũng có ato mềm tức là trả lời đấy chúng ta lấy luôn cái này sang đấy thế và chúng ta thay cái thân từ này vào thôi em nhìn này à nếu mà động từ có đuôi A, dấu mềm chúng ta bỏ à chúng ta sẽ bỏ gì nào bỏ t và dấu mềm đi đấy chúng ta sẽ bỏ t và dấu mềm đi thì chúng ta sẽ còn lại cái thân từ để chúng ta sẽ thay vào đây đấy đó là cái thân từ gì nào? отвечать. Đấy, chúng ta sẽ thay nhé. À chúng ta sẽ thay отвечать. Đúng không nào? Đấy. Đó. À thấy chưa? отвечать. À đó là cái thân từ của cái cái cái, cái động từ à À thế thôi. Thay vào đây là xong. Я отвечаю, ты отвечаешь, он отвечает, мы отвечаем, вы отвечаете, они отвечают. Đấy chưa? Đấy. Có phải không? À đúng chưa? À thế em thấy dễ chưa? Chia động từ cực kỳ Được. là dễ luôn bởi vì cái đuôi của nó là giống nhau. Thế chúng ta chỉ cần thay cái thân từ thôi. À đấy. À đó. Thế như vậy đến đây chúng ta đã có cái thân từ như thế này rồi. Thế và à, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tiếp chúng ta còn có động từ gì giống như thế nữa. Đấy. Đó. À thế đây chúng ta có câu là gì nào? Что это? Сестра Cái gì đây? Chị gái hỏi. Đấy.

A потому что это маленький дом bởi vì là đó là một nhà nhỏ đấy có phải chưa à tiếp theo thì à, cô chị mới hỏi gì à thế còn đây là ai vậy etukto takoi bon Такой à à đây là ai mà to thế này cậu bé trả lời sao Man malinchik malinchik là gì vậy Ừ. Mà chỉ là cậu bé manchik là cậu bé. Đấy. Chúng ta có từ manchik manchik chích là cậu bé. Những cái cậu bé đi ngoài đường ấy, gọi là manchik Đấy. Man à thế ê, có cậu bé này, Màn chích. Có ngôi nhà này, đồm này. Thế cô chị mới hỏi à Màn chích zies Giết là ở đây. Живёт, живёт, живёт là sống. Đấy. cậu đây. bé nó sống ở đây à? À chúng ta có động từ жить. À động từ жить là là sống. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia động từ nào Chia động từ rứt nào Đồng không? Đấy À chúng ta có động từ rứt Rứt à, Động từ mà nó có cái đuôi hơi lạ lạ Là nó sẽ chia hơi lạ lạ Đấy à, Đó Chúng ta có cái động từ rứt Đúng rồi đấy Rứt à, Rứt có nghĩa là gì? Sống Đấy Sống Đấy Sống À đó Rứt Sống sống ở đâu? Sống thì trả lời là sống ở đâu chứ Đúng không? Có phải vậy không? À, đúng nào, đấy. À đó. À trả lời nào. À chúng ta chia nào. Ya zhuvu. Đấy. Ya à, zhuvu. Được chưa? Anh đây tại sao đọc là dư Nào. À, rõ ràng thầy biết rõ ràng là đọc là y y biết là y thầy đọc là zhu À chúng ta biết rằng là phụ âm r ừ. luôn luôn là phụ âm cứng cho nên y khi đi với nó bị biến thành ư đấy <laughs> đọc là dư Я живу. Ты? Ты живешь. Ты живешь, rồi, да. Ты живешь, à, да. Она? Он, он живет. Он живет. Мы живем. Вы живете. Они живут, он живет. да? Они живут, вот так, да, 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 да? А вот они живут. Они а, я живу. À, tác đó là động từ rút của chúng ta đấy à, động từ này nó chia hơi khó khó chia một tí bởi vì sao nó không phải là u mà là nó là u đấy à, ừ. thế thì các bạn bảo là thầy thế đứng sau vờ là nó là u à không phải không phải lúc nào cũng thế đâu đấy thế nhưng mà à, trong trường hợp mình khuyên các bạn là gì khi mà, mà gặp một động từ các bạn phải chia nó bởi vì sao có những động từ nó có dạng chia nó đặc biệt chúng ta cũng phải học thuộc được nó chứ đấy À thế vậy thì thông thường ý, mình cứ khuyên bảo các em là gì nào? Các em hãy lấy một cái bộ quân bài. À, đúng không nào? À, các em hãy làm một cái bộ quân bài như bộ quân bài tu lơ khơ Đấy, đây như này nhé. Đó, thế xong sau đó là gì? À, chúng ta viết vào cái biệt dạng chia động từ ấy. động từ rút này sống này sau đó cách chia này à, bao giờ các em có 100 quân bài như thế này tức là các em có 100 động từ thì là các em ở nga là các em ta hồ nói nói đi nói lại cũng chỉ có trăm động từ quay quay đầu thôi em vậy đấy ừ, thế à, các em bảo ủi thầy nói thế nào trong từ điển của tiếng nga đã có hàng năm nghìn động từ mà à, có nhiều lắm thế tại sao thầy bảo có một trăm động từ mà đủ thế thôi quanh đi quẩn lại các em chỉ có ăn mới uống mới ngủ mới đi làm mới bán hàng mới mua hàng à, thế thôi chứ còn các em làm cái gì nữa đâu đấy có phải không đó ừ. trên thực tế các em chỉ một ngày các em chỉ dùng được khoảng 15-20 động từ trở lại thôi đấy đó, thế còn thầy đã cho các em 100 đồng từ là nhiều lắm rồi đấy còn, chẳng hạn là các bạn muốn đi tán gái, các bạn muốn đi làm quen với cô này cô kia thì nó thêm cái động từ khác thôi. Thì chứ. Thế còn nếu mà chỉ có à, sáng ngủ dậy ăn sáng này, à, xong rồi chải đầu này mặc quần áo này, thì xong rồi sau đó đi đến nơi làm việc này, gặp khách thì chào khách này. Bán hàng này, mua hàng này, đếm tiền này Tối lại đi xe ô tô về nhà Thế đã đến 10 đồng từ chưa? Chưa, đấy <laughs> Đúng không nào? Hất cả của à, thế bây thì học thuộc đi học thuộc chép động từ đi nhé tác vụt à như vậy là câu hỏi chúng ta là gì etet man chỉ giết gì việt à cái cậu bé này học ừ. uh, sống ở đây à trả lời sao nào nhiệt ừ. on yes gối là gì động từ gối là gì vậy đi dạo à là đi dạo chơi cái động từ gối này nó chia giống cái động từ adverb chúng này đấy đúng không có phải không nào à, đó cũng đuôi như vậy giờ gối Ты гуляешь, он гуляет, мы гуляем, вы гуляете, они гуляют, да? Cho nên chúng ta chả cần phải chia nữa. Em biết rồi thôi. Đấy. Đó. À, thế cô chị mới hỏi. Cô chị mới hỏi này. À, почему chị muốn cú lẹt Tại sao nó lại đi chơi vào ban đêm? Từ nối chiu chúng ta biết rồi. Trong bài trước học rồi. Đúng nào đấy. Nối chiu ừ. Ban đêm ấy. Nói ấy tự nhiên Không, đây có phải đêm, đêm đâu. Đấy tự nhiên. À, đây là ban ngày chứ. À, từ nhóm sẽ về chít xe. Chúng ta có động từ sẽ về chít sốn xe. này nó chỉ dùng cho xôn xe thôi, hoặc là là cái bóng đèn thôi. Tức là mặt trời chiếu sáng. Đấy. Hoặc là cái bóng đèn đi chiếu sáng vậy thì ta chia nó làm cái gì? Ta lấy luôn nó ra đây, học thành một cái câu luôn. À, học nó như một đơn vị ngôn ngữ. Em hiểu chưa? Đấy. À, học những cái gì mà nó... À, mà nó À, kiểu như là nó à, nó ít dùng thì chúng ta học thuộc nó luôn. À, sẽ là mặt trời chiếu sáng, sunlight là chiếu sáng. Thế chưa đấy? Chúng ta ghi là à, mặt trời chiếu sáng đấy. Mặt trời, mặt trời chiếu sáng. sáng đấy. Đó. Thế thôi, thế là xong, học thuộc rồi. Thôi rồi lần sau cứ nhìn thấy cái chữ viết chữ xe thì là nói À, mặt trời chiếu sáng thế muốn bảo mặt trời chiếu sáng sơn xe chít đấy xe à. thế bây giờ sơn xe thì chúng có nghĩa là cái bóng đèn nó cũng chiếu được sáng đúng không chúng ta có từ bóng đèn là gì lam pasviết chít lam yeah. đúng nào đấy thế bây giờ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mặt trời chiếu sáng và cái bóng đèn đi chiếu sáng thì còn cái gì chiếu sáng nữa Chẳng nhẽ cô gái chiếu sáng à đấy <laughs> đúng là. thế thế tôi có chiếu sáng được không tôi làm sao tôi chiếu sáng được cho nên người ta không cần chia cái ngôi da. người ta chỉ chia cái ngôi ngôi Anno hoặc là ngôi Ôn này thôi, đấy hoặc là Anna thôi, ngôi thứ ba thôi, em hiểu chưa? đấy, hiểu ý chưa? Thế vì thì nó chỉ có một ngôi như thế thôi, chúng ta học thuộc nó luôn, khỏi phải chia nó nhiều. Đỡ mất thời gian. Ta học được nhiều trên chôm này. Chúng ta có từ bơ là gì vậy? Nieber. bơ là bầu trời. bơ là bầu trời. Đấy. Bầu trời làm sao nào? Chôm này, chôm đây là cái gì vậy? Tối ạ tối đen đấy thế là mặt bầu trời thì tối đen pachi pachi là gần như là gần như là ừ. đen gần như là đen xì si rồi à vẽ kiểu gì mà mà ở đây là không phải ban đêm mà không thấy mặt trời đâu mà lại gì là bầu trời thì đen tối và gần như là đen xì si rồi đấy à đó thế như nào Vốt. thế như vậy bây giờ à, cậu giải thích sao nào à ete tu cha tu cha tu cha đó là cái gì đấy tu chả bố tu chả đó là thế ừ. này đấy là tại vì sao nào là có mây đen đấy tu chả đấy это tu chả говорит серьезно chúng ta có động từ mới говорить 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 là gì no. nói, là nói gavarit. đấy à thế như vậy có động từ chúng ta phải chia đấy à chúng ta có động từ говорить chúng ta chia nhá говорить 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 я говорю đấy à, chúng ta có động từ này Говорит à, có nghĩa là nói đấy nói nói thế nào đấy giả nó giả yêu à đấy chưa? đấy à vẫn là cái gốc yêu này Thế chưa à, tươi nào gì à, em thấy ở đây là cái đuôi của nó lại là gì is is, is. đấy à đây là is đấy chưa nó không phải là ye yeah, không phải là yes mà là is đấy thế vậy thì đó là cái dạng động từ mà thuộc nhóm chia thứ hai em chưa đấy à, nó thuộc nhóm chi thứ hai à, đấy đây thuộc nhóm chi thứ hai em chưa đó thì vậy ừ. thì ở đây chúng ta à, biết thêm được một định dạng chia nữa của động từ các động từ sprasuat evi chat đó là thuộc động từ thuộc nhóm chia một à, nhóm chia một thì sẽ có đuôi tư là yes on là yes thế vậy thì ừ. ở đây thuộc nhóm chia 2 thì tư sẽ là is và on sẽ là it em chưa đấy ừ. on ừ. sẽ là it Đứng trên nào đấy à đó chúng ta sẽ chia nhé on Ôn gavarit. Ôn gavarit, đấy. Ôn gavarit. Mười. Mười gavarim. Mười gavarim. À, vươi. Mười gavarit. À, gavarit. À, đấy. Vươi gavarit. À, nhí. Gavarit. À, nhí gavarit. Đấy. À, nhí gavarit. Đó, tạc. À, đó là ý, ý này sẽ thay bằng yát. À, nếu như chúng ta để ý bên này là à, nhí át vi à trái yut yut Спрашивают thấy chưa đấy? Thế còn đây lại là, là yàt. À, như vậy nhóm một thì nó là yut thế còn nhóm hai nó là yat Nhớ nh nhớ nhé. Đồng ý chưa? Tà cuộc. À, thế như vậy đến đây chúng ta đã học xong được thêm một động từ nữa. Đó là động từ говорить. chúng ta sẽ nói nào. À говорит Серёжа. Серёжа nói. À đấy. Теперь понимаю. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Chúng ta có động từ понимать. Đấy. Понимать. Đó là gì? là hiểu à vui pony máy chị cậu có hiểu không à từ pony máy em có hiểu không đấy chỉ biết gì pony máy bây giờ thì chị hiểu rồi etatucha ocean bàn sai à em mới như vidim sun sẽ động từ videt chúng ta nhìn học rồi videt đấy videt là nhìn thấy đấy đúng không nào à đấy là cái đám mây là rất to cho nên chúng ta không nhìn thấy mặt trời pagoda Plakhaya, thời tiết thì xấu amanchiguliait Thế tại sao cậu bé lại đi chơi vậy? Núi tố. Thế thì đã làm sao? Chúng ta có câu nuôi tố. Đấy. Nuôi sto nếu mà các em tự học các em không dịch được cái câu này là cái gì cả. Đấy. Câu này chúng ta dịch là thế thì đã làm sao? Nuôi sto. Nuôi tố. Đấy. À, ôn lưu bít gối Cậu ta thích đi dạo chơi mà. Chúng ta có động từ gì thêm đây? Lưu bít. Lưu bít. Đấy. Chia động từ nào? Dạ lưu Lưu Từ lưu bít. Ты любишь. Он любит. Он любит. Мы любим. Вы любите. Они любят. À, đúng chưa? Đấy. À, thế như vậy động từ này thì giáo chia cho em rồi. Em thừa sức có thể viết được rồi. Cầm luôn tờ giấy. À, và cái bút viết luôn ra cái động từ đó dạng chia như thế nào. Thầy không, thầy sẽ không viết cho em để tránh mất thời gian. Nhưng mà nếu mà không viết được thì thầy sẽ viết cho em. Akto кто здесь живёт Thế có ai sống ở đây vậy? Akto здесь живет. Кто здесь живет? Девочка. Девочка. Вот девочка. Вот девочка. А, дала зи, дала му А, девочка. А, где эта девочка? Э, Спит. Спит. А, почему она спит? Ты Почему они не гуляют вместе? Ты Это очень маленькая девочка. А, кей кубе, рэй, кон, очень ла Annaoshin маленькая девочка. А мальчик не маленький? không bé à? Ну ты же видишь? thấy đấy thôi. Cái re này là cái gì vậy? Nhiều em hỏi thầy cái re là cái gì đấy? Re này nó có tính nhấn mạnh. Là Bản thân chị đang nhìn thấy đấy thôi. Đấy, chị đang nhìn thấy đấy mà. À đúng. Ну ты же видишь, bé này không bé đâu. Это большой мальчик. À cái cậu bé này to rồi. Это ta такой các Cái cậu bé này to như là em rồi đấy. Đấy. À đúng chưa? What tạp vật đấy. Хорошо. Tiếp theo nào. Echi à HD kids. hai cái đứa trẻ này. Dzieci là trẻ con. Echi là này. Echi dzieci, hai cái đứa trẻ này. Brat и сестра là hai anh em à? Brat и сестра là hai anh em à? Đấy, là anh trai và em gái à? Nhét, không. Serio ra Màu chít À chúng ta có động từ mau chít Đó là động từ mau chạch Mau chạch có nghĩa là im lặng Đấy. À chúng ta sẽ chia động từ mau chạch Đấy. À chúng ta sẽ chia luôn à, ở đây nhé Mau chạch Mau chạch là im lặng Đấy. À, im lặng Im lặng à, Im lặng Im à, lặng Вот à đứng này đấy đứng kia nè dở máu chua dở máu chua à đấy chứ máu chua trọng âm rơi đây đấy. đấy cho nên là à, âm ô đứng trước nó bị đọc là A". đứng này đấy dở máu chua tới máu chỉ và ổn máu chỉ à đấy chứ đấy và tả à đó thế là à, chúng ta ba người suyết rồi bây giờ chúng ta sẽ chia ba người xuống nhiều nè mới Mao Malchi. chim. Mao chim. chim. Với Mao chi chế. À nhỉ. Mao À, đó, đấy. À, đó thế thì... à, đến đây chúng ta đã cùng nhau chia xong động từ im lặng đấy. Ừ, tạc ta... ổn. On... Mao chi. À. chả. Tạc đấy. Khá số. À, Seriosa mao cậu bé Seriosa im lặng và vẽ tiếp. Sistras начала mao Ismaltit Đầu tiên à, chị gái đầu tiên thì cũng im lặng chỉ xem thôi. Sau đó thì sprat, Chúng ta có động từ smaltit đấy. Có phải không nào? Động từ smaltit chia như thế nào? Smaltit. À, có biết động từ này không nào? Không biết đấy. Có. có biết không? Có. À, có có thì thôi chúng ta bỏ qua luôn nhé. À, động từ smartric. À, Thầy sẽ chia qua cho em một câu nếu mà sau đó nghe lại video thì sẽ tự viết ra này. Я смотрю. Ты смотришь, он смотрит, мы смотрим, вы смотрите, они смотрят. А сестра сначала молчали, смотрит, потом спрашивает, кто это? Это слон? А кто это? Это слон? Нет, отвечает брат, это собака. А почему она такая большая, как слон? она тоник он Потому что это хорошая собака, боевиконченная на тот. à malinkie sabaki plakie thế thì những con cháu bé thì nó không không tốt à nó tồi tệ à seriosa dumet seriosa yeah. suy nghĩ một chút sau đó trả lời nhiệt no sabaki ochin kharoshi không nhưng mà những con chó to thì nó rất là tốt đấy à bất ở đây chúng ta thêm một đồng từ gì nữa dumet dumet đấy à dumet là gì là nghĩa nghĩ suy nghĩ chia nào? Ya. Du mayu. À lưu ý nào, trọng âm rơi vào đâu nào? Du Đấy. À 100 em ở Nga thì 90 em là nói sai trọng âm đấy. Yeah. Các em cứ nói sang trọng âm nói sang âm a. Du đấy. Đó, kể cả do sinh do viên you. luôn. À thế vậy thì chúng phải yeah. nói cho đúng đi trọng âm này. Ye du Nào, nói nào. Ye du mayu. Ты думаешь. Он думает. думает. Мы Ми думаем. Дума. Вы думаете. Вы, вы думаете. Они, они думают. Они думают. Думай, да? А, да. Сережа думает, потом отвечает. Нет, но это большие собаки. Очень хорошие, да? А, да. Нигмази, À, những mà những con chó nó to thì nó rất là tốt đấy. Ừ. 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 À thế như vậy à, bài học à, của chúng ta nó sẽ tạm dừng tại đây. Thế và à, thầy giáo sẽ gửi cho em cả ba phần của bài này và sau đó là em sẽ giúp thầy làm những việc theo mà thầy thầy sẽ viết ở trong à, trong phần à, chat cho em nhé. À, yêu cầu ừ. là em sẽ phải làm những gì với những cái phần bài này. Đồng ý chưa? À, hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu hỏi và trả lời. Thế nào gọi là đặt câu hỏi và trả lời theo bài này. À đó là cái cách luyện nói của chúng ta và chúng ta sẽ mở rộng cái kiến thức để uh, gọi là uh, để giao tiếp okay. đấy. À đó. À bây giờ thì thầy sẽ hỏi em này. Ktoriy sut? Ktoriy sut? Ai vẽ nào? Serioze рисует. Đấy. серьёзно большой или маленький? Он маленький. Кто спрашивает, кто спрашивает, сестра спрашивает, да? А, да? а что Сережа рисует, что он рисует, он рисует дом. А, дом большой или маленький? Дом маленький, да? А кто еще тут большой, кто тут еще большой? Это мальчик. đấy là vật. À, thế như vậy là đó là cái cách người ta hỏi và trả lời dựa trên cái ngữ cảnh của một cái bài đối thoại, em chưa? của một cái bài đọc. Đấy, à, để làm gì? Để rèn luyện cho mình cái phản xạ và cách hỏi và cách trả lời. Đấy, đồng ý chưa? Đấy. Đó. Thế như vậy là nội dung chính của bài ngày hôm nay là gì nào? Em phải nắm được đó là cấu trúc câu gồm có 3 thành phần: chủ ngữ, vị ngữ và bổ ngữ. Chủ ngữ là cái gì? Vị ngữ là cái gì? Phải tự biết được. Bổ ngữ là cái gì? thì chúng ta hôm nay đã học cách 4 bổ ngữ số ít đúng không nào? Đấy. Và đối với danh từ chỉ bất động vật. Đấy. À, sau đó là chúng ta có cái bài đọc như thế này. Đấy. Đó. À, thế bài học hôm nay, à, bài học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học tới. Em lưu ý là thầy sẽ gửi bài tập về nhà cho em nhé. Đó. Pasiba, desida nhé. Desida nhé. Desida nhé. Đấy. Bác các bạn đang xem video trên kênh vui học tiếng nga do hoàng video giảng dạy chương trình dạy online bộ môn tiếng nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên bấm like và chia sẻ bài xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới